chúng ta đã biết thì niêm mạc tử cung có vai trò rất là quan trọng trong quá trình mang thai, cho dù đó là chu kỳ tự nhiên hay là chu kỳ thụ tinh ống nghiệm. Thì mình có thể tưởng tượng là niêm mạc tử cung nó giống như là cái đất nơi mà mình gieo cái mầm và phôi vào đó. Thì nếu như mà đất mà không có sự chuẩn bị tốt hoặc là khô cằn trong trường hợp niêm mạc mỏng thì có thể quá trình làm tổ và hình thành thai sẽ không diễn ra được suôn sẻ và sẽ không có một thai kỳ thành công. Thì niêm mạc tử cung là cái lớp trong cùng của tử cung, lớp mà phủ cái buồng tử cung. Thì niêm mạc tử cung thì để có đủ khả năng làm tổ thì cần có một số cái tiêu chuẩn nhất định, về ví dụ như về độ dày, về hình dáng và về độ tưới máu. Ngoài ra thì đánh giá niêm mạc tử cung cũng có thể phải đánh giá dưới góc độ miễn dịch, bởi vì là trên thực tế thì mặc dù cũng có những trường hợp phôi tốt đủ điều kiện để làm tổ, niêm mạc dưới góc độ hình thái, góc độ tưới máu và độ dày là đủ tiêu chuẩn, nhưng mà quá trình làm tổ vẫn không diễn ra, vì trong niêm mạc tử cung thì sẽ luôn xảy ra một cái quá trình tiếp nhận phôi, tương tác với phôi, cho nên là các cái tế bào của hệ thống miễn dịch có vai trò rất là quan trọng. Các cái tiêu chuẩn đánh giá về mặt hình thái thì thường là niêm mạc hình ba lá, đấy là một niêm mạc mà đủ tiêu chuẩn. Về độ dày thì cũng có những cái phân độ, phân loại khác nhau, nhưng thường thì độ dày tối thiểu phải là 6mm. Thì người ta cũng đã nghiên cứu, các nhà khoa học đã nghiên cứu và thấy rằng nếu mà niêm mạc mà mỏng quá, tức là cái độ dày mà mình đo trên siêu âm 2D mà dưới 6mm thì khả năng làm tổ của thai với một cái niêm mạc mỏng như thế là rất thấp. Và về mặt logic thì một cái niêm mạc mà phát triển tốt thì là một cái niêm mạc mà có độ tưới máu tốt. Thì khi đánh giá niêm mạc tử cung thường quy sẽ kết hợp ba yếu tố: hình thái, thường là hình ba lá là niêm mạc đẹp; độ dày, thường là trên 7mm, đấy là niêm mạc đạt tiêu chuẩn về độ dày, là Doppler type 2 hoặc type 3, đấy là một niêm mạc được tưới máu tốt và sẽ đủ điều kiện để đặt phôi và tiếp nhận phôi để làm tổ. Tuy nhiên thì như mình đã nói ở trước là cũng có một số trường hợp, tức là bệnh nhân thì có phôi tốt, mình chuyển phôi và có vài lần thất bại, thì gần đây thì người ta mới phát hiện ra rằng ở trong niêm mạc có những một số cái yếu tố, các cái tế bào của hệ miễn dịch. Lấy ví dụ như các cái tế bào NK, tức là đấy là viết tắt của tiếng Anh là Natural Killer, thì có thể tiết ra một số chất để mình tưởng tượng giống như khi mình đặt phôi vào, hoặc là trong chu kỳ tự nhiên là khi phôi đã hình thành và trở về buồng tử cung để chuẩn bị làm tổ, thì sẽ có một cuộc trò chuyện giữa phôi, phôi sẽ tiết ra một số chất, bản chất là protein, niêm mạc tiết ra một số chất và sẽ có một trò chuyện trao đổi giữa phôi và niêm mạc. Và nếu như vì một lý do nào đó dưới góc độ miễn dịch, niêm mạc đó có những cái biến đổi không phù hợp, tức là sẽ tiết ra một số chất có thể chống lại sự làm tổ của phôi hoặc là bị trơ, thì giống như mình đã so sánh ví von từ đầu, tức là niêm mạc thì cũng giống như một miếng đất và phôi giống như một cái mầm hạt. Thì khi mà chúng ta chọn thời điểm để gieo cái mầm hạt vào miếng đất, là miếng đất đó vì một lý do gì đó dưới góc độ miễn dịch nó có những cái yếu tố ngăn cản sự nảy mầm của phôi, thì cái quá trình làm tổ sẽ không diễn ra thành công. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.